Hello, chào các bạn ha. Hôm nay mình về sớm, mình không có làm thêm các bạn. Hôm nay mình trò chuyện với cả nhà, có mấy cái comment mình thấy nó cũng đáng để mà mình suy nghĩ các bạn. Rồi mình cũng trò chuyện theo cái người đã sống ở bên này, nó thực tế hơn là ở bên Việt Nam. Có những cái comment các bạn hỏi, các bạn nói bây giờ là Việt Kiều, bây giờ mộng Việt Kiều đỡ về để mà mang tiền về Việt Nam cất nhà cất cửa nay tan thành mây khói. Mình thấy cũng đúng, cái mộng Việt Kiều á, qua bên này á thì xây nhà cất cửa, xây nhà to nhà đẹp, cất cửa cất nhà bự, thì đó là ngày xưa các bạn. Cách đây chắc cỡ, mình nghĩ chắc cỡ 20 năm về trước đó. 20 năm về trước thì nó ok. Hoặc là 10 năm về trước cũng ok đó. Cũng còn kịp. Chứ còn bây giờ thì vật giá nó đã leo thang rồi. Cái vật giá ở Việt Nam rồi, tiền công, tiền đồ nó cũng đã cao rồi ha. Nó bây giờ mà gửi tiền về Việt Nam nữa thì nó hơi căng. Để mà cất một cái căn nhà ngon lành hay một lầu một lửng trệt gì đó thì ở Việt Nam bây giờ cũng 500-700 triệu, cả tỷ đồng chứ không bao giờ đâu. Mà 1 tỷ đồng đối với là người lao động ở bên này á mà thì cũng khoảng 50-60 ngàn, 60-70 ngàn đô, họ làm cũng phải mấy năm trời mới dư ra đó, để dành để dụm. Thì ở bên này thì người ta đâu có mấy trăm ngàn đó mà làm mấy năm, mấy chục ngàn đó mà làm mấy năm á. Người ta gửi về Việt Nam thì bên này các bạn hiểu thôi, tiền ở bên này không dám ăn, không dám tiêu, nhà không dám mua, xe không dám mua, thì gửi về Việt Nam thì bên này họ sống như thế nào? Đương nhiên thì cái cuộc sống bên này nó phải ở thuê ở đậu thôi cả nhà. Cho nên người thân hay là người nhà ai mà có Việt Kiều mà cứ nghĩ là không có gửi về nhà hay là gửi cất mà xây dựng từ đường hay là nhà cửa cho nó to, nó hoành tráng, nó bằng bạn, bằng bè, bằng người khác á, thì cũng thông cảm đi, tội đừng có đòi hỏi những cái thứ đó. Thấy cũng tội những người, tại vì mới qua sâu khoảng 10 năm như mình á, không có đủ khả năng nữa đâu. Có đủ không á là những người họ qua lâu rồi, họ có của ăn, của để, nhà, cửa họ trả hết rồi. Thì bây giờ họ chắc là họ nhín, hay là những người làm chủ, làm đồ bên này đó, mới có cơ hội. Chứ còn bây giờ như chẳng hạn đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, nước Nhật, nước đồ, nước Mỹ, nước đồ đi, hay ở Úc đây cũng vậy, thì rất là khó mà để mà gửi tiền về đỡ mà cất một cái nhà 30-40 giấc mơ. Bây giờ giấc mơ để mà cất ở nhà to nhà bự bây giờ nó chậm lại rồi đó, nó hơi bị quá rồi đó các bạn. Nó bây giờ là cái tiền công nhân ở Việt Nam cũng đã tăng gấp đôi rồi, như ngày xưa tiền vật giá vật liệu xây dựng cũng tăng rồi, mà đi qua bên này là đi làm công, làm công nhân, làm hãng, làm xưởng, chứ đâu phải đi làm chủ gì đâu mà tiền nhiều các bạn. Rồi phải lo chi phí ăn ở lại nữa, có bao nhiêu dồn hết về Việt Nam cất một cái căn nhà 2-3 tỷ bạc. Bây giờ mà cất cái nhà lầu các bạn, mọi người nghĩ coi, cất một cái nhà lầu khang trang là cũng bay cỡ 1 tỷ mấy 2 tỷ, chứ đâu đơn giản. 1 tỷ mấy 2 tỷ là có cả trăm ngàn rồi. Bên này có nhiều người làm 5-6 năm đó, 5-6 năm là người ta ăn nhà ở thuê ở đậu, nhà ở thuê mà nhà không dám thuê nhà mà phải thuê phòng ở chứ không phải giỡn đâu. Thì đó là mình nói 5-6 năm thì người ta gửi tiền về cấp nhà cũng được, nhưng mà mấy người đó độc thân ha, mấy người đó độc thân có thể là người ta làm ok, độc thân thì về chấp nhận thương đâu cũng có làm được. Nhưng mà nếu mà qua bên này người ta có gia đình rồi căng lắm, làm mà để mà tích lũy mà dư ra vài ba ngàn không phải đơn giản. Nếu mà ở Việt Nam nhà to nhà đẹp bao nhiêu thì bên này nhà nó sẽ xù xì hay là thô sơ hay là đơn giản bấy nhiêu đó, cho mình nói cho các bạn biết. Cái điều đó nó là sự thật. Cũng có người ta phải liều mạng, người ta vì mà
hy sinh cho gia đình nhiều quá đó, phải cất nhà cất cửa cho bên Việt Nam nhiều, thì ở bên đây họ sẽ ở những căn nhà nó hơi nhỏ lại, gọn lại, ở những cái nơi căn nhà nó rẻ tiền hơn, thì họ phải chịu đựng những cái thiệt thòi ở bên này. Tại vì gửi về Việt Nam mà 100.000, 200.000 thì họ phải làm công nhân, ví dụ như là làm thợ neo, thợ đồ đi ở Úc đây đi, ở Mỹ thì mình không biết, ở Mỹ này là nghe nói làm neo làm đồ nhiều tiền, thì cũng đó là một cái cơ hội. Cũng như ở Úc đây làm neo thì cũng lương bình thường thôi các bạn, ngày 200, 250 là cùng mà. Đó là bình quân đó. Còn đi làm hãng xưởng thì cũng nhiêu đó thôi, ngày cũng 200, 250. Làm thợ, làm thầy thì cũng nhiêu đó thôi, trừ những người mà họ giỏi, họ khác biệt hơn, thì những người đó thì mình không có dám nói đi. Còn những người mà đi qua bên này mà làm hãng, làm công, ăn lương rồi, thì những ngày đầu mà mới qua, mà qua bên này mà đâu phải ai cũng qua thành công hết các bạn. Người ta phải chắc chiêu dữ lắm á, dành dụm lắm, rồi làm phải làm hai chớp. Sáng mà đi làm này, chiều nhảy qua nhà hàng, hay là đi clean up, hay là đi vô giặt ủi, giặt đồ. Nói chung là gặp cái gì làm đấy, làm ca đêm, ca ngày, rồi có bao nhiêu tiền gỡ về để mà có cái nhà, để mà cho cha, cho mẹ, cho người ta giống như là đền ơn cho cha mẹ có cái căn nhà để ở đó, thì người ta chấp nhận hy sinh. Nói chung điều đó là cũng chịu được, nhưng mà để cho các bạn hiểu nhầm á, các bạn hiểu là qua bên này là tiền nhiều lắm, qua bên này là cỡ nào ai thấy nghe ai Việt Kiều qua bên này cũng có tiền nhiều, gửi tiền về mua xe, gửi tiền về cất nhà lầu, nhà to, nhà đẹp, cho nên gì thì vậy mà ai cũng muốn đi. Thì điều đó nó đúng, nhưng mà cái sự hy sinh, cái người bên này hy sinh nhiều lắm, thiệt thòi nhiều thứ lắm, ăn không dám ăn ngon nữa đó, ăn không phải tiện tặng, tính toán xe cũng không dám mua xe đẹp để chạy, nhà cũng không dám mua nhà to, hoặc là phải đi thuê ở. Đó là những cái thiệt thòi của người ta hy sinh bên này, chứ không phải là ở bên này người ta không đủ điều kiện để ăn uống ăn ở như những cái thứ đó các bạn. Mà những mấy cái ông mà hay đi cãi lộn về chuyện mà nghèo khổ thất bại thành công ở bên này đó, ông hiểu lầm. Những cái lời mà họ than vãn, họ nói để cho cái gia đình ở bên Việt Nam, những người họ đòi hỏi đó, những gia đình đòi hỏi rồi mong muốn những cái điều mà tiền bạc tài chính ở bên này gửi về đó, cho nên người ta nói lên cái sự thật là phải chắc chiêu, tiện tặng, dành dụm, không có xa xỉ, phải tính toán chi ly, rồi có 5-10 ngàn hay là một vài chục ngàn hay cả 100 ngàn người ta phải mất đi cái cơ hội bên này. Người ta mua nhà cũng phải tiền nhà đó thì cũng phải trả tiền lãi 100 ngàn ở bên này, thì ở Việt Nam chẳng hạn được 1.5 tỷ đi, 1.5 tỷ gửi về Việt Nam, nhiều khi mua chiếc xe hay là gì đó, xe hơi cho ai đó làm chạy kiếm cơm, cái đồng tiền đó người ta gửi về là coi như mất rồi các bạn, chứ đâu có đâu phải giống như ngân hàng người ta cho mượn một ngày nào đó lấy lại đâu. Các bạn thấy là có ông Việt Kiều, có bà Việt Kiều nào mà gửi tiền về Việt Nam mà nó hoàn trả đâu, kiều hối gì, mình thấy cái tiền kiều hối gì, không có cái tiền nào mà nó hoàn trả lại, không có cái chuyện mà hối đối hết đồ gì. Đó là những cái sự thật, là người ta phải chắc chiêu. Ví dụ như bây giờ đi, mình đi, mình làm mà có 100 ngàn đi, mình muốn gửi về Việt Nam, mình có cái nhà 1.5 tỷ, 2 tỷ gì đó đi, thì nó cũng nở mày nở mặt với thiên hạ hàng xóm. Nhưng mà các bạn biết 100 ngàn á, 100 ngàn bên này đó, mình bỏ vô trong ngân hàng, mình trả cái tiền nhà thì nó đỡ bớt cái tiền lời. Trong khi gửi về Việt Nam thì mình phải trả tiền lãi, tiền lời ở bên này thêm mấy năm trời đó, 5-7 năm trời, có khi cả chục năm, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi trái gió trở trời, nhiều khi bệnh đau, không có đi làm việc, mất chớp. Thì cái được cái là vì chính phủ người ta không có lấy tiền bệnh thôi, nhưng mà mình không có tiền ăn, đúng không? Mình không có tiền tiêu xài nhiều rủng rỉnh như lúc mình mạnh khỏe, mình đi làm, mình được hưởng hỗ trợ của chính phủ, thì mình cũng đâu có tiền bao nhiêu đâu, mình đủ ăn thôi, mình đâu có sung sướng gì đâu. Muốn thèm một chiếc xe mới đẹp như bạn, như bè, như mọi người khác, mình cũng đâu dám các bạn. Đó là những cái mà cái sự hy sinh của những người bên này đó, thiệt thòi, người ta cay đắng, người ta không dám nói. Hoặc là nói lên á, nói ra thì mấy ông nội mà ở Việt Nam, mấy ông mà cãi lộn quá,
mấy ông chửi mấy người Việt Kiều ở bên này đó là khổ cày như trâu. Nhưng còn thiệt sự nếu mà không có cái chuyện mà hy sinh gì ở Việt Nam mà mua nhà, mua cửa, cất nhà, cất cửa đó thì người ta bên này sống phè phỡn là đúng. Người ta cái đồng tiền đó kẻ trăm ngàn đó, người ta sống phè, sống phỡn, sống du hí, vui chơi, thoải mái. Bởi vì ở nhiều người Việt bây giờ ai đi cũng qua cũng nặng cái gia đình hết. Nhưng mà bây gia đình có người khó khăn người ta đi qua, người ta hy sinh phải giúp người này giúp người kia, làm có bao nhiêu người ta dành dụm người ta cho. Ở Việt Nam nhiều khi không có làm có tiền nhưng mà mong có cái đồng tiền đó cũng đỡ ngặt. Rồi nếu mà cất nhà cất cửa nữa thì càng sướng, đúng không? Nhưng mà đâu biết cái khổ bên này đâu, bị dính hai ba làn đạn, đúng không? Không gửi gì giúp cho gia đình thì cũng bị nói, cũng bị gia đình người ta xem thường, dòng họ bà con cũng ngó con mắt, có con mắt không thèm ngó chính nữa. Thì phải gửi về thì bên đây sống nó kiểu bên đây nó hơi tiện tặng quá thì riết nó thành bằng thì cũng bị người bên này người ta kình, người ta nói ông sống Việt Kiều ông sống cứ than khổ đó, làm nhiêu tiền đi đâu mất hết, đâu có tiền đâu thì than khổ, lên than khổ thì bị người bên này nói mày sống mày cũng có tiền có ăn cái đồ tại sao khổ, tại đồng tiền nó đi hết rồi. Đó là những cái nghịch cảnh mà không ai biết được đâu. Ngày xưa các bạn, ngày xưa thì cách đây cỡ 10 năm về trước á, cái vật giá ở Việt Nam nó rẻ quá, mọi người gửi gì à? Tiền ở nước ngoài, ở Mỹ, ở đồ, ở Nhật, ở đồ người ta làm có tiền nhiều á, người ta gửi về cái cất nhà nó dễ. Rồi có nhiều người gửi về cất nhà lầu 3, lầu 4 thấy mình thấy dễ dàng luôn các bạn. Mình ở Việt Nam mình cũng ham nữa. Cho nên lúc đó mình cũng ước gì có người Việt Kiều người ta gửi về, nhà mình có người Việt Kiều người gửi về mình cất nhà có đẹp, có xe rồi mua chiếc xe máy rồi chạy ngon lành, hay là có cái nhà đó ở trong mưa trong nắng ngon lành. Nhưng mà bây giờ qua bên đây rồi mình mới thấy rõ. Còn nữa là mình qua trễ, đúng không? Rồi cái vật giá nó lên. Nếu mà muốn giúp cho gia đình như vậy đó là mình bên này mình đuối luôn. Ngoài trừ là mình độc thân, mình còn trẻ, mình độc thân là mình không có nặng nợ nhiều thứ, nào con, nào cái, nào xây dựng gia đình cho mình á. Nhà cửa của mình rồi tùm lum hai bên, họ nội ngoại hai bên phải chia đều. Thì mình cứ chia đều như vậy thì bên này mình cũng tan xác luôn á. Vừa xác ra giống như là tứ mã banh phanh thay. Bây giờ không dở ăn đâu ha. Bây giờ là đi nước ngoài là mình lo thân mình trước đi. Còn nặng nợ gia đình thì giúp giống như là cái món quà, quà Tết, quà cái gì đó thôi, cha mẹ gia đồ, bệnh đau vậy thôi chứ đừng có mộng về mà có cái nhà to, nhà bự các bạn. To nhà bự là bên đây hãm hiu lắm, sống chịu không nổi đâu. Đó là những gì mà mình kể cho các bạn biết. Đồng tiền bây giờ nó Việt Nam bây giờ thì mọi thứ nó giống như vụ mất giá lần về Việt Nam. Giờ thấy cái cất cái nhà từ tiền tỷ không, là thấy cái tính tiền tỷ mà bên này quy ra là mấy chục ngàn là mình thấy mình hãi lắm á. Làm mấy năm nó mới dư ra, cho mình một năm nó thiệt các bạn, một năm mà tiện tặng dành dụm lắm dư ra 10 ngàn chứ mấy đâu. Không đủ tiền về Việt Nam ăn Tết nữa đó, chứ đừng có nói to thuyền lớn sóc. Bây giờ là vé về Việt Nam, ví dụ như gia đình của mình đi, mình về là 4 người mua vé thấp nhất của Vietjet về hãng máy bay mà rẻ nhất á. Rẻ nhất thì nó bèo nhất các bạn hiểu rồi. Thì cũng phải bay hết 6 ngàn. Đó là vé máy bay từ Việt Nam về Sài Gòn, từ Melbourne về Sài Gòn bay qua Melbourne đó. Chưa nói chuyến bay trong nước mình phải về Nha Trang hay là về Phú Yên. Làm hai chuyến nữa thì đi Vietjet việc gì đó nữa. Nhưng mà chắc về trong nước thì đi Việt Nam Airlines thì cũng bay hết. Cũng 4 người thì chắc cũng cỡ ngàn hơn nữa. Là cơ bản mình thấy cho đi cỡ gần 8 ngàn rồi. 8 ngàn vé máy bay không các bạn. Nó làm cả năm mà 8 ngàn tiền máy bay thôi chịu gì nổi không? Chưa nói quà cáp, giờ phải đi chơi, giờ phải ăn uống 10 mấy ngàn.
mười mấy ngàn là cái năm đó là làm cọt lực là ra đi hết, quay về con số không. Nó mà hoặc giá bây giờ ở Việt Nam bây giờ nó còn cao nữa, chưa chắc mười mấy ngàn không đủ đâu. Mười mấy ngàn tiện lắm á, mười mấy ngàn chắc ngồi trong nhà ngó ra các bạn, uống nước gì đó, uống nước giếng luôn, không dám làm tiệc làm đồ ăn đâu. Nhưng mà nói thiệt là ví dụ mình về thì bà con dòng họ người ta quý mến, người ta nhớ mình, người ta tới thăm. Mà tới thăm không lẽ mình không có quà cáp mình tặng các bạn, không có chai dầu, không có cái bánh cái xôi, không có tiền mình tặng. Nhưng mà cái ví dụ như là có vài ba chục đô hay là gì đó mình tặng, không tặng, không tặng nói thiệt các bạn, nói thì mắc lòng nhưng mà không tặng các bạn, người ta nhìn mình có một con mắt không thèm nhìn hai con, khinh thấy rõ luôn. Nó mang tiếng về cho mình, nhớ có nhiều người về cho 50 đô, cho 50 đô mà họ không muốn nhận luôn á. Cho 50 đô họ cũng nhận, cũng cảm ơn, nhưng mà bữa sau họ nói cho có 50 đô, 50 đô không đủ, bây giờ chắc ít nhất cỡ 100 đô. Cho 100 đô thì mới ok, chứ còn 50 đô thấy nó bèo quá các bạn. Tự lương tâm mình cũng thấy bèo, mà người ta nhận người ta cũng cảm thấy bèo. Nhưng mà các bạn cứ nghĩ 10 người như vậy đi, 20 người như vậy đi, ai cũng như vậy hết thì mình bên này mình ngã nghiệp luôn á. Không cho không được các bạn, không tặng không được. Cho nên thà phải cắn, phải cứng rắn. Ví dụ như là những người nào đáng cho, người già, người yếu rồi đó, người bệnh, người đồ đo cho. Còn người bình thường thôi đi, nhận quà gặp nhau vui vẻ được rồi, uống ly cà phê mừng anh em bà con dòng họ, anh em nó nhớ nhà quá, về rồi thấy thương là được rồi. Đòi hỏi quá thấy cũng đau, không có quà cũng chịu không nổi. Thiệt ra cái người mình ở bên này mình về đó mình không có tặng quà mình cũng rây rứt lắm. Nhưng mà không ai biết cái nỗi khổ bên này đúng không? Quần quật dành dụm có nhiêu đó về mà cũng phải bị kình nữa mới đau chứ còn. Ôi, ok, đó là một chút trải lòng của mình. Tại vì có mấy cái comment các bạn nói Việt Kiều bây giờ mà khó, mình đi qua bên này mà làm mà để mà có tiền, có nhà, có đồ bên Việt Nam khó. Cái đó đúng. Tại vì vật giá bây giờ Việt Nam leo thang cao quá rồi. Rồi bên này cái đồng tiền nó cũng mất giá rồi các bạn. Chật vật lắm chứ không phải đơn giản đâu. Vì cái đồng tiền đó thì sống bên này, nếu mà vài chục ngàn, cả trăm ngàn đó bên này người ta có sở xây sở được. Người ta mua một cái căn nhà, người ta có thể mua thêm, bỏ tiền vô, người ta có thể thêm để mua một căn nhà nó tốt hơn để ở. Rồi mua một chiếc xe đẹp để chạy, hay là ăn uống có thể người ta làm ngắn giờ lại một chút xíu, người ta cảm thấy thoải mái hơn, không có phải đi cật lực đi làm thêm làm đồ. Chứ bây giờ ôm đờm luôn ở bên này cũng phải lo cho cái đời sống bên này. Muốn sống lâu bên này thì cũng phải mua nhà các bạn, phải mua nhà mua cửa ở, chứ không lẽ đi thuê phòng. Các bạn chưa thấy ở thuê phòng ở bên này cũng không, nó cũng không phải là ấy gì đâu. Có nhiều người người ta có gia đình, có con cái, người ta thuê nguyên cái nhà, may mắn người ta trả tiền nhiều hơn thì người ta ở được cái nhà đã ngon lành. Còn không, có nhiều người thuê cái phòng ở nó cũng ọt ẹt, giống như là công nhân ở Việt Nam mà đi vô những cái khu công nghiệp mà thuê phòng ở vậy đó, chứ nó không có sáng sủa gì đâu. Mà làm có bao nhiêu tiền cứ gửi về lo về Việt Nam, cứ nghĩ gì lo về Việt Nam, thì bên này thì các bạn cứ 5 năm thêm, cộng thêm 5 năm hay 10 năm nữa ở phòng trọ như vậy đó. Bạn đâu có thoải mái đâu, bạn đâu có tự do, tự tung, tự tại cho cái đời sống của mình đâu, mà lo cho một cái chuyện khác nữa. Rồi cứ Tết nhất mà cứ nhớ nhà, cứ chạy về cái bóc mất 10 ngàn, chạy về mất 5 ngàn, 10 ngàn, rồi một năm bên đây làm dành dụm nhiêu đó, chạy về. Rồi cuối cùng nó cũng như vậy luôn. Đó, cho nên phải qua bên này phải chịu khó 5 năm, 10 năm, thôi quên đi, gồng với cái gia đình ở Việt Nam đi. Đó, giúp được những cái chuyện ngặt nghèo, bệnh đau gì đó thôi. Cho những người lớn tuổi rồi đó, người ta không có thể đi làm được á. Còn mà ví dụ như là những người có của ăn, của đỡ, của ăn, của mặc rồi mà còn tham mà đỡ cất nhà, đồ ở, đồ mua xe, đồ chạy, bảnh tổn, bên này khổ, bên này chết luôn, cắm đầu luôn. Nếu mà ai mà có dịp, bởi vì có nhiều người bên này người ta nói có điều kiện, người ta bảo lãnh người gia đình qua đi làm cho biết, để nhận thấy cái đồng tiền. Mà nói tới cái chuyện làm bây giờ, bây giờ người đi qua bên này đi du lịch đi đồ cũng khó kiếm việc làm rồi các bạn. Bèo nhèo lắm á, khó kiếm việc lắm, mất, không có việc làm luôn. Có nhiều người qua cả tháng không có việc làm, qua ăn ngồi lên ngồi xuống nhăn nhó rồi đồ về lại Việt Nam nữa đó. Bây giờ tình hình nó căng rồi đó,
nhiều nước tràn vô việc làm việc đồ, rồi những cái chuyện phi pháp bất hợp pháp trồng cần trồng đồ nó ảnh hưởng tới farm phía rồi người ta đâu dám nhận đâu, sợ lắm đó. Đủ thứ, tình hình bây giờ nó cũng căng đó. Ok, chia sẻ của mình tạm dừng, bye các bạn.